Giới thiệu với các bạn, đây là những mẫu nón hot trend bên Hàn Quốc đó nha. Đây. Bây giờ mình mua những mẫu này để mình đi biển, che nắng để đỡ bị nám mặt. Tai bèo. Đến Rimia nha mọi người ơi. Đến Rimia. Snapback. Rimia Flipper. Rồi xong. Trời nắng á bà, nám hai cái gò má mình đó. Màu đó bà không thích hả? Rộng không à? Size S.